Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X từ 1/10/2010 dọn cực đẹp, dí với cái dàn đồ chơi bình dân. Như chúng tôi đang thấy cái chiếc Winner cái bản mới 2010 hôm nay đã được thay đổi lại toàn bộ ngoại hình bên ngoài, thay thế như món đồ chơi có thể có mức giá hợp lý, phù hợp với đại đa số người chơi, nhưng vẫn biến chiếc xe thành một cái siêu phẩm đầy cái sức hút. Phần đầu chiếc xe được trang bị cho mình cái cụm thắng Race Boy sẽ đem lại các khả năng kiểm soát phanh trước được tối ưu hơn. Phần dây áo được khoét rộng để lộ cái cụm không bị cạc cứng trong quá trình lắp cái dàn áo của xe. Còn đây chính là cái phần lốp máy đèn của cái dòng SS110. Combo được làm bằng chất liệu titan để tăng thêm cái chút thẩm mỹ đi cùng độ bền cho phần dàn chân. Cái mâm của một Race Boy bình dầu rời được nhiều anh em chơi xe ưa chuộng trong nhiều năm gần đây, nhất là cái dòng xe đi kiển. Trên bình dầu, chân phục có cái đứt tăng chỉnh để kiểm soát độ đàn hồi, độ nén của phục. Các chân sau phong cách của chiếc cách ngạn. Chân chân là sự kết hợp của rất nhiều thuyền nổi tiếng như là dầu heo đỏ bấm đầu, tích nóc con heo là Ali của biết để xứng. Đi cùng để thắng chim rác được cố định trên cái mọc xì xì thông qua bốn chốt trắng cực kỳ đẹp. Chi tiết hay dầu được minh lại logo Fando cực kỳ đẹp mắt. Cái dây chân sau được hai cái gắp nhôm cùng heo dầu Dixin logo Rainbow và sơn là cái tông màu xanh phản quang là cực kỳ độc đáo. Và đây chúng ta hãy chiêm ngưỡng lần nữa cái chiếc X-Center độ cực kỳ đẹp nhé. Quay 110 lên trên chim Fando chuẩn không cần chỉnh. Cái chiếc quay 110 hôm nay đã tồn tại thị trường là hơn 10 năm. Thời gian chừng ấy phục vụ cho những gọi là hàng ngày của người dân. Nhưng em ấy đã được một cái fan cùng dọn kiển và thay đổi rất nhiều những món đồ chơi, cùng với một cái dàn đồ chơi phải nói là gấp khoảng từ 2 đến 3 lần xe. Khoác cho mình dàn áo phong cách là đen đỏ, cái tâm màu từng làm điên đảo của rất nhiều người chơi Việt Nam trong nhiều năm gần đây. Chiếc xe có tuổi đời hơi cao nên người chủ phải phục dựng lại rất nhiều chi tiết để chiếc xe mới đẹp hơn rất nhiều. Trang bị cho mình cái cụm tăng tốc Dono để cố gắng hành trình đi ra cho con xe được bao nhiêu hơn rất nhiều. Tuy nhiên lên cái cụm anh em nên chú ý phải canh lại xăng gió vì hành trình dài là quá ngắn, rất dễ dẫn đến bị hợp đứt đề của con xe. Trang bị cho mình cái cụm thắng của Rainbow Asset có mức dàn nay tầm khoảng 6 củ, có thể lắp được cho rất nhiều cái dòng xe theo dầu lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên do kích thước tay hơi lớn, buộc cái phần dây áo của con quay được khoét rộng hơn rất nhiều để không gây cạc cứng khi sử dụng. Và đây chính là cái cụm công tắc hình quýt tích hợp rất nhiều cái nút bấm cho chủ xe tha hồ chế giáo. Và còn có cả lắp thêm cái cụm Dono mà chắc chắn ở phía bên trên. Cái nút đề máy cũng về qua bên trái và được ký hiệu bằng cái nút có hình tia sấm sét ra màu xanh ngọc. Cái dục cover, cái thứ quý giá nhất dùng để kích nối lực truyền dầu xuống cái tay thắng một con heo của Fando hai biết đã xứng, nằm ở dưới cái chân phục. Với cấu tạo bên ngoài hoàn toàn là bằng nhôm vì được xuất xứ đến từ Lon nên mức cái thành của nó là dễ thở hơn rất nhiều so với những mẫu lọc thay mục đích. Đĩa cho phơi trước kích thước là 2.10 được bắt và cái đùm thông qua thấu lòng CNC. Phía sau người chủ đã hướng tới cái dụng là phục nai hái với điểm nhấn là tất cả các chi tiết bên ngoài thì được xi trắng duy nhất, chỉ có cái phần lò xo được sơn lại ra màu vàng. Đây chính là cái điểm đặc trưng của dòng phục này có thể lắp được vào cái dòng quay. Còn đối với dòng rim Aslo cần phải làm thêm cái cục nhôm ở bên trong để đẩy cao lên tí thì không đuôi xe hơi khá lục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video tiếp theo, nhớ like và subscribe.